Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà hẻm 170 đường Hoàng Văn Thụ, thì phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cách bờ kè Hoàng Văn Thụ khoảng 200m là tới bờ kè Hoàng Văn Thụ ha. Thì nhà diện tích bề ngang là 4 x 10, diện tích bề ngang mặt tiền là 12m, chiều vô 4m. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà. Nhà thì cửa bốn cánh gắn kiến cường lực ha. Thì lộ giới trước nhà lộ giới 4m. Xe ô tô về tới cửa nhà được luôn. Thì bán kính trong vòng 500m thì đầy đủ tiện ích hết. Đây là phía trong căn nhà, phía trước có sân đậu xe ở phía trước luôn. Đây là sân đậu xe phía trước. Nhà quay về hướng tây nam. Lộ giới trước nhà lộ giới là 4m, ô tô có thể tới đây được ha. Nhà cửa thì rất là đông đúc luôn. Đây là nhà cửa khu vực này. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế. Thì cái nhà mình từ cái mí hàng rào dạng vàng này ha, nó sẽ đi qua tới cái mí bên đây là 12m, một trệt một lầu, có sân thượng phía trước luôn nè. Lộ giới thì 4m, xe ô tô có thể về tới vị trí nhà luôn ha. Nhà thì mặt tiền cặp theo lộ. Thì mời quý cô chú anh chị em vô trong nhà tham quan trong căn nhà. Thì nhà dán gạch lên 1m2, một phòng khách, một gian bếp và một nhà vệ sinh. Trên lầu thì hai nhà vệ sinh, nhà trên lầu có một nhà vệ sinh trên lầu nữa ha. Có cửa phía sau. Thì chủ đang mong muốn bán căn nhà này, thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế. Diện tích bề ngang 12 x 4 thì 46m7, thì sử dụng một trệt một lầu là 93m. Pháp lý là sổ hồng thổ cư. Thì hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách, gian bếp, thuận tiện làm nail tóc gì ha. Trên đây thì phòng ngủ thì phía trong rất là rộng rãi. Thì có tặng máy lạnh luôn, máy lạnh cũ ha. Nhà này còn mới khoảng 80-90%, vì quý cô chú anh chị em dọn vô ở liền cũng được. Thì phía trước thì một phòng ngủ phía trước nữa. Nhà dán gạch ở trên cũng 1m2, ở dưới tầng trệt cũng 1m2. Đây là nhà vệ sinh ở trên lầu ha. Còn đây là cái phòng ngủ ở phía trước của căn nhà. Thì nhà phòng ngủ nào cũng có tặng một cái máy lạnh cũ hết trơn nha. Thì phía trước có sân hành lang phía trước luôn nè. Đó, đây là cái hành lang phía trước của căn nhà. Thì số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Giá dao động sở hữu căn nhà này là 2.460.000.000, sở hữu ngay căn nhà một trệt một lầu tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, lộ giới 4m, bán kính trong vòng 500m thì đầy đủ tiện ích hết. Cách bến Ninh Kiều thì tầm khoảng chừng 600-700m là đã bến Ninh Kiều rồi. Nhà pháp lý là sổ hồng thổ cư 93m2, sử dụng một trệt một lầu. Về đại học Cần Thơ thì nó khoảng hơn 1km là tới trung tâm, tới đại học thôi. Để đóng cửa lại chỉ cho quý vị kinh chuyện coi ở phía trước lại luôn ha. Chạy ra một đoạn cho quý vị kinh chuyện xem luôn. Thì chủ mong muốn bán với giá là 2.460.000.000, giá còn thương lượng. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì mình đến đây cho đấy. Hướng này sẽ chạy thẳng ra bờ thì để chạy một đoạn ra đường ra nhà cửa đây thích dịch cho ha, có thể mình kinh doanh nhỏ lẻ gì cũng được. Nhà quay về hướng tây nam.
rất là cao ráo, không có ngập nước gì khu vực này luôn ha. Đã nâng cấp đô thị rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem, thì số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi dự ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Thì xin kết thúc video.